Hello anh em. Và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. À, chưa gì thấy 4 con nắc ở trên bản đồ anh em ơi. 5 con nắc trên bản đồ rồi, 6 con nắc trên bản đồ rồi. Thế thì chơi nắc kiểu gì à anh em? Thế thì chơi nắc kiểu gì bây giờ anh em? Mà anh em đánh không nhìn nhau à? Cái gì đây? Không nhường nhau tí gì luôn kìa. 6 con nắc trên bản đồ. Game có bao nhiêu con? À đâu, 7 con nắc chứ. 7 con nắc trên bản đồ. Anh em đánh không nhìn nhau gì cả. Em sẽ butterfly đi đầu game đánh nhau. Ok. Ú này. Cần không? Sexy hồn à? Ok nha, ok nha. Ok à nha. Mình thể lấy cung cũng được hay là mình lấy thánh đồ không? Bị len không? Cú giữ lại nhé, hai tay bỏ truy hồn không mang gốc. Đã có bán thần thì ngon. Do bán thần thì ngon. Con này nhé. Con nào con? 1, 2, 3, 4 à? Tiền em biết thì bán con lau đi lên 20 vàng luôn. Chơi hack vàng. Bán con lau đi là được không? Nè, giết hai con này đi, ma lốc đi bộ lên, nó nhảy một phát bùm 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 là vừa. Khỏe thế. Rồi, đúng rồi, đi bộ hết ra đây các bạn ơi, đi. Ủa, con rồng thổi vào người mình hay sao ấy? Chết không? Chết rồi. Ma con rồng nó thổi một người mình anh em ơi. Kha'Zix hút thêm phát nữa. Cân đôi. Một con Kha'Zix cân đôi hai con nắp. Mày không được. Không được. Quy lên mình. Không đủ nó ma này. Chả đâu cái hệ gì anh em ơi. Còn ăn chua. Nhưng mà đấu sĩ thì vàng ra con này tanh. Mà lúc mà đi giữa. Contemplating. Ok, mà lúc đi góc này cũng hơi đẹp này. Nhảy được 3 bạn. Cao nhảy được 3 bạn. Nó nhảy được cả 4 nhỉ. À nhảy được 3. Hút được. Hút được. Ok, thắng 1 thua 2 nha mới không mất nhiều máu lắm. Mà chúng ta sẽ phải cầm máu một cách khác thôi. Sao mà cầm máu một cách khác không? Cái này nó không được ok nữa rồi anh em. Cái ma này đi. Thú đi. Cần những phương pháp khác để cầm máu anh em ơi. Cần con floor, cần các thứ xem ra đồ gì nữa nhá. Kinh rất là giữa. Xem ra đồ gì nữa. À, chắc chắn mình không đánh hắc ám rồi. Tranh nhau mới ăn ám này được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vẫn 6 con anh em. Thương à? Xuyên phá à? 84 thua một trận nữa được hay là lên luôn nhỉ? Tí này đi. Xong rồi một tí này đi. Này đi. Truy hồn cho Moren, pháo thủ à? Này. Trông cũng kỳ quặc ghê ta. Kỳ quặc ghê đấy ha. Hay quá mà lúc búp thành sắt ảo nha. Ngon ơ. Trời khéo trận này đã thắng rồi. Can't simulate. À chưa chưa thắng đâu.
Ua anh em mình ngon, ok. 77, 72 mà không quá ngon. Ừ, gần bếp bảng. Hai thương. Tại sao không nhỉ anh em nhỉ? Chúng ta tí nữa làm một con teo. Làm một con teo. Uy tín không ạ? Làm một con teo được không ạ? Xin con teo được không ạ? Greasy trước đã này. Xin một bé Greasy trước đã nhá. Khoa học có này, pháo thủ có này. Khoa học này, pháo thủ này. Vứt luôn. Uy tín vứt luôn. Hai con này đến đây này. Moran này cho truy hồn con Van Heel này. Kê chưa anh em? Bốn thú rồi này. Bán thần cũng có này. Greasy nó cần cũng có này. Moran ulti một phát. Ok. Malok đứng góc kia hơi xa, nó Malok phải đứng ở gần bên trong một tí. Nhảy được một phát này. Chắc là chết đồng Vio kia nữa này. Ok. Con này quẹt một phát nữa chết nắc không? Chết nắc. Chết được. Ok, mất khá nhiều máu đấy. Mất mấy quả 4 vàng nhiều máu phết. Liên hiệp này. Bán thần voi à. Liên hiệp cung thủ à. Sao giờ Moran khá nhiều đam không? Cho Moran cầm này. Moran đứng tanh một chút lên con voi thì yên tín hơn. Kinh nghiệp bọc nguyên tố của nó cho nguyên tố và bán thần nguyên tố Lauriel tới này nhá. Nhưng mình thêm này nhưng mà tiện mất đấy mất kích mất bọc mất cái hệ pháo thủ hơi tiếc. Hai cái này sẽ tanh được anh em ơi. Hai này sẽ tanh được một lúc hai đỡ đỏ này. Đỡ đòn sẽ tanh được một lúc. Moran sẽ mình sẽ bắn được một khá là lâu. Điều này hay. Moran có tìm được phát không? Ui không kịp. Đấu sĩ kia quét phát ngon là được này. Ok này anh em ơi. Vẫn là ok đấy. Đánh thường chết cả con floor nữa. Chết cả con floor nữa. Ồ, cũng được, cũng được, cũng được. I'll take that. Chỗ thua 5. Liên hiệp cùng chiến thợ săn quỷ à. Đang nghe cũng quyền rũ đấy. Em tí thợ săn quỷ cho là trâu nhá. Cầm máu anh em, bây giờ chỉ có cầm máu. Tìm mọi cách để cầm máu. Mà lúc này vào trong. Lúc này đi vào trong ngon hơn. Em đứng góc kia. Một thương bắt đáy bên này à. Mong không gặp anh em, mong không gặp. Ôi nó quay sang bắn con nắc rồi. Ừ không sao, ulti vẫn một quả truy hồn vào kia được kìa. Đáng trận này thắng ở đây anh em ơi. Chuyện thua mình đến đây thôi. Hơi đen là không ơ chứ chắc có con Crest này có khi nó nộ được thêm phát. Nó nộ được thêm phát đấy anh em ơi. Con này có đồ không? Thì gần được ạ. Đen. Ở đây con Crest đấy mà nộ là đúng điên luôn ấy. Ok, bây giờ mình không có teo gì đúng không nhỉ? Nhưng mà cũng không ai có teo đâu. Teo chỉ nhớ của mình là như vậy. Đúng rồi. Không ai có teo đâu. Mình sẽ để con này ở đây, con đáy đáy ở đây. Sẽ bình đây. Bán thần, chưa có con floor này. Ôi chết, lại bán đấy. Sẽ bán đấy anh em. Quên hết. Sao mất một con khoa học này. Thì bỏ con voi đi mua một con khoa học nữa nhé. Voi mình không cần đâu, mình cho cầm máu. Đây hai khoa học cũng được, ba khoa học cầm máu. Có choi. Đấu sĩ à? Rồng à? Hay là làm một tí rồng ở đây nhờ? Được không ta? Hay cho floor đồ ta. Floor đồ ngon lắm. Khó nhẹ, khó nhẹ. Mày bỏ này, nguyên tố và thay này. Các bạn thử cho Moran gánh tiếp thôi. Thương bắt đáy. Ok, Moran tìm một phát là ngon này. Ok, tạm được. Khá đẹp.
Rồi còn Malok thì xấu quá. Diên đôi, ok. Con này ulti một phát. Cố lên Aeron, đúng rồi, một phát thôi. Rồi, không có gì hơn. Văn heo anh em ơi. Gọi là con văn heo gánh mình trận này. Thì người ta quay à. Malok phải nhảy được nhé. Cố lên em, Malok phải nhảy được nhé. Dancing motherfucker. Cầm máu mọi giá, cầm máu mọi giá. QC chưa cần đến 2. Rồng. Tiếc nhỉ. Truy hồn cho con này đi, thử từ thử một tí đây nhá. Đó đi. Truy hồn cho Moran. Moran đi. Tin tưởng Moran hơn anh em. Open floor là xuống xiên Moran mình. Hôm nay bọn nó không bị xiên đấy. Ui nó xiên mất rồi. À nó mà. Sao Malok nhảy đẹp này. Mà không chết ai cả. Bắt đầu thấy khó khăn rồi đấy. Không cầm máu rồi đấy. Không đánh đâu anh em ơi. Không có mana. Nhất quyết không đánh anh em ơi. Tiếc nhở. Tiếc quá nhở. Quá nhờ. Không đánh được anh em ơi, chờ một cái nóc đại nữa. Chờ một nóc đại được nhờ. Nhưng mà bây giờ nhá, anh em tưởng tượng mình đã quyết định cái trận này không đánh hạ ám rồi. Còn mỗi năm con nắc mà làm sao mình đánh được, làm sao mình dám đánh được hả à, anh em. Làm sao mà mình dám, trời ơi. Sao mà mình dám. Moran ulti một phát được. Malok nhảy một phát này. Lo xiên một phát này. Malok nhảy một phát chết hai thằng. Chết một bạn. Này nó liền. Sống được không nhỉ? Có sống được không vậy? Có sống được không vậy? Có biết sống không vậy? Ui. Đi rồi trận này dễ đi. Ước mơ mình đi rồi nha. Dễ là đi rồi anh em ơi. Dễ là đi rồi anh em ơi. Mà nó bực giữa nộ này. À, mà lúc giữa nhảy này. Nhảy khá đẹp này, tính truy hồn cả lũ này. Vera ulti một phát được không? Không ulti được. Mà nó bật choi này, nhảy một phát nữa này. Ok, một phát nữa. Chẳng được ulti. Sao anh em ơi, chơi được. Còn nỗi còn 17 máu, 17 máu chơi được. Mày dùng tay. Rồng thế, lắm rồng thế, mình hơi tiếc nha. Có teo đây rồi. Đốc ở giữa. Đốc đây. Quy bọc dọc bọc PC mình cần. Phương này cho PC. Đây. PC ở lên 2 anh em. Và làm mọi giá. Cách này. Này bỏ đi mua lại sau nhé. Thên à? Được ha, được ha. Thên không? Làm tí thên đi. Làm tí thên đi. Thên ba đồ đi. Truy hồn cho teo ngon hơn. Cho thên ngon hơn. Thương này khả năng cho con đang thên cầm cái kia. Truy hồn. Thêm thùng đáy đi, thêm thùng đáy đi. Thêm thùng đáy đập bổ đầu kia. Truy hồn cho teo. Ok nhé, tạm tạm đây là khá ok rồi. Khá
là uy tín nha. Uy tín nha. Ui, à quên mất con này phải đứng một ở dưới một chút anh em ơi. Con này đứng hơi cao, con này phải đứng trừ một ô. Mới chơi được. Cái ulti đẹp này, Fred nộ được đẹp mày. Hơi xấu này, không sao. Cái ulti, ok. Thiếu thao tin quá. Thú nhân bảo thạch, ok, xin cái thẻ thú nhân bảo thạch này nhé. Mình cần thêm món thú nữa không? Thế mình bón Vera đi. Thêm món thú anh em ơi. Tìm quá. Ta cần thêm một con thú nha. Con thú đấy đâu thì không ai nói cho mình cả. Cho tạm Chrissy nhé. Bên em cho anh 5 thú trông hơi kỳ. Bỏ con Thên đi. Thên cầm cái thương kia nha. Tí mình bỏ. Thêm một vào cho cầm máu mà anh em. Không có gì đâu. Không có gì đặc sắc đâu. Thêm lên xong thú. Ủa, đây rồi. Ok, em ơi, 6 thú này. Thương này ta sẽ ném cho con Rizik đi. Rizik của con Kilgroth. Kha'Zix ngon hơn nhỉ. Kilgroth đi. Cầm cho con Kha'Zix này đứng hút hút ở đây. Này đứng lên trên cao đi. Lên trên cao. Quét nộ bên góc này. Thương vào đây bên kia. Okay. Toàn thương bắt đánh bên kia, ok. Ok em ơi. Counter được, chúng ta sẽ lên 9 nhé. Nếu mà chúng ta vẫn còn sống. Cố gắng lên 9 anh em ơi. Cố tí thôi nhá. Cố tí thôi nhá. Rồng theo chúng tôi là Ma Lốc nhảy liền. Khả năng cho Ma Lốc đứng cao một ô đi anh em ơi. Nó sẽ nhảy được cái góc đẹp hơn. Nghĩ là thế, nghĩ là sẽ nhảy được một góc đẹp hơn anh em. Đứng ở dưới này hơi bị lùi về phía mình quá. Tuy nhiên không đứng ở dưới thì không có gì mà nó giữ lại mấy con này nhỉ. Mình phải để một phát thế này này đó. Thì thứ nhất là cái thương này sẽ bị giữ bởi con này này, con này cũng bị giữ bởi con này này, và con này sẽ bị giữ bởi con teo. Narcot sẽ chui vào giữa, ok chưa anh em. Và Ma Lốc mình sẽ đứng ở trên cao hơn một chút thì nó sẽ nhảy được nhiều ô trên bản đồ hơn. Mình đang dự tính là vậy. Trên này mình có một thẻ thú không? Thế thì mình sẽ chơi được cả ma tộc, cả tinh linh. Pha này nó đi bộ lên mất xứ. Pha này con kia con Floor nó xiên cái con AD mình nhanh quá. AD mình chết không kịp ngáp nên là nó đi bộ hết lên cả. Sao anh em ơi? Queen Shanna. No worries. Ma Lốc hấp hối được anh em, vẫn hấp hối được. Chữ thoáng 3 bắt rồi. Ok, vòng sau mình lên. Sau mình lên thì con Thên. Thêm con Thên mình sẽ đứng ở đây. Thên đứng đây. Thên cầm thương được mà con Thên đứng đây mình nghĩ uy tín hơn. Đứng sau con Ma Lốc, Ma Lốc tanh được. Với cả đứng ở đấy thì hai con này nó sẽ chĩa đam vào, có khả năng chĩa đam vào Thên. Nghĩa phải để ý xem có ai bắt thương về hướng mình nhá. Thương về hướng mình bạn bị bắt thì cũng cam go coi như thế. Mình cũng phải để một ô ở giữa cho mấy con nắc có nó bay xuống để mình điểm mặt ngang nhé. Lưu ý anh em cứ nên để cái ổ giữa rỗng ra cho nó để bắt nó cót anh em. Nên mình cần thêm gì? Cần sách thánh. Cần một quả sách thánh. Cũng cái cần. Knights to me. Eggnod is my target. Grow up, grow strong. Did you know that there are 444 ways to skin a man?
contemplating. Em thêm ơn Chrissy, em thêm thêm Chrissy ngon hơn. Chrissy nó ulti được luôn anh em ơi. Malok Voncat xuống bị ăn choáng này. Ok luôn này. Malok quay vào đây có Malok tanh cho mình con Voncat này. Teo này nó bắn lên sáng mai này. Malok choáng được thêm phát nữa này. Sẽ bị nhiễm nhỉ? À, có voi, có voi. Voi này của chúng tôi này anh em ơi. Voi của chúng tôi này. Chưa tài đâu. Thế nào có một con Chrissy 2 mình sẽ ném cái này sang cho con Thên rồi cho con Thên tạm vào nhé. Xong mình sẽ ném đồ một chút sang lệch lệch một tí. Có truy hồn rồi không? Chúng ta có một cái sách thánh rồi, chúng ta cần thêm đồ không? Thêm mana không? Thêm một cái choi nữa cho con Thên. Ừ được, con Thên vào được rồi này. Thên vào được rồi. Thên tầm này nó vào được rồi. Hey, cho nó 3 đồ luôn. Cho con Thên 3 đồ luôn em. Đúng rồi. PC2 này. Thêm 3 đồ luôn. Lên thêm này bay xuống đây cho anh. Red. Red vào góc kia. Red ở lại đi. Con này bay đi. Bay đi. Red ở lại. Thêm bộ phương phát này. Ma đốc nhảy theo trên phát này. Ok quá anh em ơi, ok quá anh em ơi. Thì bạn không kịp nhìn. Ông Thên đam to thế. Ông Thên làm gì mà đam to thế, bạn ơi. Bạn Thên ơi. Nhưng cho nó cái đồ quái gì đâu nhỉ. Choi với là linh tinh, đồ đạc linh tinh mà anh em. Thên đam to quá. Trời ơi. Chơi vậy ai chơi, chơi vậy ai chơi bạn Thên. Chơi vậy ai chơi hả bạn Thên. Để cho thêm một bạn này mình nó không biết cho thêm bạn nào nhỉ, hay cho thêm bạn CDK nhỉ. Bạn CDK này về còn mình thích Richter cũng được. Bạn thường thích một bạn Richter cũng được. CDK cảm ta sẽ cho CDK bay xuống đi. Này đi vị phết. À Richter bay xuống nó sẽ ulti được luôn anh em ơi. Richter đi. Thêm bạn Richter vào đi. CDK bạn này chắc là tiễn bạn ra khỏi sân vận động. Đấy, vẫn đang ok này, vẫn đang ok này. Hai này bán đi này. Ui dồi, một đường thẳng anh em ơi, một cái đường thẳng. Một cái đường thẳng liền. Nhưng mà con Nakot này nó khỏe quá. Con Boy nó cũng khỏe quá. Victor ở dưới. Cũng nhiều đam chứ. Victor bao nhiêu đam? 11.000 đam, gần bằng Thên anh em. À, Thên rồi Thên anh em, gần bằng Teo. À không, không gần bằng Teo đâu, ở đấy Teo ulti một đường thẳng quá. Với Teo ulti hết ý quá. Mình chưa check nhà, mình tính check nhà, mình check nhà đi, check nhà lại. Đó, lên Thên 3. Cắt đấu nhẹ. Cắt nhất định không ra anh em ơi. Thương bắt đáy bên này, thương bắt đáy bên kia, mình gặp bạn này rồi đúng không? Mình gặp bạn này nhá. Chúng ta sẽ đổi sang bên này đi. À không, gặp bạn không có thương em ơi. Nakot đâu? Ui Nakot không được chơi game. Ui mà lúc mình không được chơi game, thôi đi rồi em ơi. Dễ là pha này là pha chúng ta phải đi. Hẹn gặp lại sân mai rồi. Ốc chưa đi này. Ê, chưa đi là được đấy. Chưa đi được, bạn ơi, mình chưa muốn đi. Má, em không quả đấy, con Thên không có tí đam nào. Con Thên không có tí đam nào, con Malok không có tí đam nào này. Thế mà vẫn sống anh em ơi. Richter có tí đam nào? Richter chắc cũng không có tí đam nào luôn. Thề. Làm sao còn đấy mình thắng đấy. Không biết tại sao luôn nha. Con Quy này. Victor làm sao ngon là bằng Quy anh em, Quy ngon hơn. Tại cho Quy này mà Quy cầm thương luôn được, không sợ không. Nay có này rồi chúng ta sẽ cho con này vào thôi. Thì con cắt ở lại này, Malok bay đi này. Thế thì choi cho con cắt là 1 này. Sách thánh cho con cắt là 2 này.
đồ của con thên thì mình sẽ đánh cho con teo này, và cái thương này sẽ đánh cho con này, cái này cho con quên tên rồi nhé. Thêm một shot tướng nữa mình thêm con thên, không thì mình sẽ mình bán thêm mấy cái này đi, mình có lấy con von cắt 2 và con Malok 3. Teo 3 thì cũng được nếu mà có thể. Cũng được em. Nào pha này quyết định xem mình có đánh con thên này không. Ồ, đánh con thên này. Thế thì hết ý rồi anh em ơi. Chúng ta ra hết ý này. Chắc không gì mà để nuối tiếc nữa rồi. Mình sẽ cho con thêm này bay đi này, con cát này ở lại này, con này đứng ở đây này, và con này mình sẵn cho nó đứng ở đây. Con thêm này bay đi đúng không? Thêm này bay đi, thêm bye bye, bye bye em thêm. Này cho em teo ngon hơn, em thêm xuống đáy bên kia. Ok, và chúng ta sẽ đi tìm Malok 3 thêm 2 trước đã này. Malok 3. Malok 3 có không? Chưa có anh em ơi, nhưng mà không sao cả. Narcot của chúng tôi này, Narcot này bay đi mời dính truy hồn con đắt. À con cắt. Von cắt dính truy hồn anh em ơi. Chúng ta phải giết con voi sớm chứ không con voi. Ok, con voi chết. À đâu con von cắt chết. Mình sợ con voi nó cứ tiếp sức cho con von cắt là mình hơi khó giết. Nhưng mà con von cắt nó còn chết trước rồi anh em nên là mình sẽ yên tâm. Ok, chụp tướng đi. Đấy, đang chờ Malok đúng không? Malok teo đúng không? Ok. Thên. Cát. Truy hồn thêm cái hay kết được. Truy hồn được. Truy hồn cho con Malok đi. Để cho con này, cho con thêm đi. Truy hồn cho con Malok đi. Tại sắp lên Malok 3 rồi. Content play đấy. Hay mình cho con cát ở lại cũng được anh em ơi. Hay mình cho con thêm đứng góc kia. Nhưng mà con cát đứng tay góc đấy cũng ok nhỉ. Về nhất quyết không có rồi anh em ơi. Bạn ấy giấu giấu bài mình đi đâu mất rồi. Cho thêm bạn xuống này đi. The more the merrier. Narcot đứng yên. Malok nhảy một phát truy hồn này. Ok. Con cát bạn ấy đứng đâu ấy nhỉ? Thấy con von cát đấy nhỉ? À đừng bỏ von cát đi ạ. Kinh nhỉ, bỏ hẳn von cát đi để chơi với mình à. Cho thêm gì vào Lily à? Điều thật. À anh em tìm nốt Malok. Nhưng mà dễ là không tìm thấy rồi. Nói quyết này giấu con Malok ở đâu rồi anh em ơi. Chị không tìm thấy. Mà anh vậy thôi. Tao tìm đấy, tao tìm đấy. Nhưng mà đến đây cũng kết thúc rồi thì anh em thích cái clip trên thì hãy like subscribe. Nói chung đánh kiểu này cái xì tai này nó cũng hơi liều, kiểu anh em máu nó còn tụt không phanh đâu rồi anh em lật kèo lại mà chơi cũng hay. Nên là nếu anh thích thì hãy like subscribe, comment ở dưới những góp ý các bạn thì giúp mình phát triển kênh nhé. Ok vậy thôi, bye bye anh em.